Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả thuê thử xổ số Đài Miền Nam thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Xổ số Miền Nam hôm nay có các đài Thành phố Hồ Chí Minh, đài Long An, đài Bình Phước và đài Hậu Giang. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Kết quả thuê thử xổ số Miền Nam giải 8, đài Thành phố Hồ Chí Minh 90, đài Long An 36, đài Bình Phước 10, đài Hậu Giang 44, giải 7, đài Thành phố Hồ Chí Minh 508, đài Long An 889, đài Bình Phước 102, đài Hậu Giang 971. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.